non cao xương chân qua bao đời, nay biển dòng mau thấm trùng khơi, để hôm nay để bao người được sống trong tự do. Tự do, tự do. Chương trình đọc sách hải ngoại xin giới thiệu và gửi đến quý khán thính giả trích đoạn hoặc toàn bộ nội dung của các tác phẩm đã được viết, dịch hay xuất bản nơi hải ngoại. Nhóm thực hiện ước mong sẽ đón nhận sự ủng hộ, hưởng ứng, góp ý và tiếp tay của quý khán thính giả khắp nơi. Xin chân thành cảm tạ. Nhóm Hoài Hương. Sau đây, mời quý vị theo dõi quyển sách Ngàn giọt lệ rơi của tác giả Dung Cro, Đặng Mỹ Dung. Kính thưa quý thính giả, sau đây là lời giới thiệu của Griffin B. Bell, nguyên Bộ trưởng Tư pháp thời Tổng thống Carter. Hơn 20 năm sau, khi Hoa Kỳ rút các lực lượng quân sự khỏi Việt Nam, người Mỹ vẫn còn trăn trở với niềm đau và sự mất mát hậu quả của trận chiến đầy chia rẽ này. Ngày ngày, từng đám đông tụ tập trước bức tường cẩm thạch đen ở Washington, D.C. để tưởng nhớ gần 60.000 quân nhân Mỹ đã vĩnh viễn ra đi trong cuộc xung đột. Những phim ăn khách như Forrest Gump nhắc nhở chúng ta hậu quả đẫm máu về vật chất và tinh thần của cuộc chiến. Hài cốt của người Mỹ mất tích bị trao trả một cách chậm chạp nên đầy đau thương, mang sự kết thúc cho một ít gia đình, trong khi bao gia đình khác tiếp tục khắc khoải ngóng trông. Cả nước tranh cãi, hoan nghênh lẫn chống đối, nhèn nhúm khi McNamara đánh giá lại việc Hoa Kỳ can thiệp bằng quân sự tại Đông Nam Á. Những bài diễn văn nảy lửa làm lay động sàn nhà quốc hội khi Tổng thống khai thông quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Cơn bình phục tình cảm của cả nước còn bị lòng trắc ẩn đối với một dân tộc vốn không phải là kẻ thù, làm thêm phức tạp. Hình ảnh của những gia đình Việt Nam chạy khỏi xóm thôn bốc cháy, những trận mưa bom lửa tưới xuống ruộng đồng và những gia đình bị ly tán vì cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn còn mãi trong tâm trí chúng ta như mới xảy ra. Từ bối cảnh khủng khiếp đầy ác mộng đó, giờ đây hiện lên câu chuyện thật của một cá nhân về danh dự và lòng dũng cảm, như một minh chứng cho tâm thức nhân loại. Trong Ngàn giọt lệ rơi, Dung Cro, con gái của đại sứ Cộng sản Việt Nam ở Liên Xô, trung thành với Hồ Chí Minh và là cháu ngoại của một người yêu nước miền Nam Việt Nam, được dạy dỗ và nuôi dưỡng trong niềm tin dân chủ, đã kể lại cái tài khoản cá nhân của đời mình giữa lằn đạn dọc ngang. Mỹ Dung lớn lên trọn trong lòng của cuộc chiến, và trong khi người cha không hiện diện, Mỹ Dung đã thấm đẫm lý tưởng tự do và dân chủ. Mỹ Dung kết hôn với một sĩ quan Hải quân Hoa Kỳ và sang Mỹ, mang theo những gì đã học được từ gia đình khác biệt của mình. Trong thời gian nhậm chức Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ, tôi được biết Mỹ Dung như là một đóng góp quý báu trong cộng đồng tình báo chúng ta, khi cô hoạt động cho cơ quan tình báo trung ương. Tình yêu nước Mỹ đã dẫn dắt cô trở thành nhân chứng then chốt trong vụ án gián điệp mang tên Con rồng kỳ diệu, Magic Dragon, mà cô biết chắc chắn sẽ đặt cô và đứa con trai nhỏ của cô trước vô cùng hiểm nguy. Dung Cro đúng là một công dân Mỹ vĩ đại.
tôi nhiệt liệt tán thưởng sự nghiệp của cô đối với nước ta. Và tôi vui mừng thấy câu chuyện của người phụ nữ xuất sắc này cuối cùng đã được để cho mọi người cùng đọc và biết đến. Hy vọng của tôi là cuốn sách này sẽ đóng góp vào quá trình hàn gắn vết thương và siết chặt tình cảm ở đất nước này và ở Việt Nam. Griffin Boyett Bell, cựu Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ, tháng 10 năm 1995. Tháng chạp năm đó là tôi bù đầu với cái việc của người làm gián điệp. Cứ mỗi thứ sáu, tôi lại phải gặp hai nhân viên FBI và CIA để báo cáo về hoạt động của tôi với mấy người Việt thân cộng trong vùng Virginia và Washington DC. Từ ngày John là một sĩ quan tùy viên liên lạc quốc tế, chúng tôi thường được mời đến các tòa đại sứ để dự tiếp tân, kể cả các tòa đại sứ của các nước như Liên Xô, Úc, Ấn Độ, Thái Lan, Thụy Điển, Triều Tiên, Nam Phi, Nam Tư và Phi Luật Tân. Trong khi đó, ở nhà tôi phải sửa soạn tổ chức hai buổi kỷ niệm quan trọng. Thứ nhất là mừng sinh nhật Lance lên 6 tuổi vào ngày 9. Lance đòi rủ tất cả bạn trong lớp, có tất cả 22 đứa con nít học lớp 1. Tôi thầm nghĩ, một đứa con nít học lớp 1 mà có khi chạy theo nó không kịp, thì 22 đứa không biết có làm xuể không. Nhưng việc gì cũng bắt đầu bằng lần thứ nhất mới rút tỉa được kinh nghiệm. Kế đó, buổi kỷ niệm lớn nhất là mừng lục tuần của má tôi. Em tôi phụ lập một danh sách những người được mời, gồm có các bà mẹ của các bạn tị nạn của chúng tôi trong vùng Hoa Thịnh Đốn và một cô hàng xóm sát vách của chúng tôi hồi còn ở Sài Gòn. Chúng tôi âm thầm tổ chức và giữ hết sức bí mật. Đến ngày 16 tháng Chạp, ngày đại lễ, má tôi vừa ngạc nhiên, vừa ngỡ ngàng trước đông đảo bạn bè cũ từ Sài Gòn và con cháu đến chúc thọ bà. Đến tuần lễ đầu tiên của tháng Giêng, tôi mệt mỏi quá nên dặn các em tôi, nếu việc cộng gian ác kêu thì cho họ biết tôi đang nghỉ ngơi, không họp hành gì trong tháng này. Nhưng sự nghỉ ngơi này cũng không thực hiện được, vì tôi mới nghe đồn rằng có một bà tên là Thu Novak đi hỏi loanh quanh tìm một người con gái của ông đại sứ Việt Cộng ở mặt tư khoa. Vào thời gian đó, ngay cả những người bạn thân của tôi cũng không biết gì về ba tôi. Tôi gọi điện thoại cho Trương Đình Hùng, hỏi anh có biết ai tên là Thu Novak không. Hùng biết rất nhiều, anh khuyên tôi không nên giao du với hạng người ấy. Anh và chị Thoa còn nói rằng Thu Novak lợi dụng sự liên hệ thân mật với đại sứ của Hà Nội ở Liên Hiệp Quốc là Đinh Bá Thi để khoe khoang là chị thân cộng. Cả hai còn e ngại rằng Thu Novak có thể làm những người trong tổ chức của Việt Kiều yêu nước bị tai tiếng. Tôi nói với Hùng rằng tôi muốn gặp Novak để tìm cách ngăn cản bà ta tiết lộ bí mật riêng của tôi. Lúc đó Hùng mới cho biết Novak là một thành viên trong hội Việt Kiều yêu nước mà Nguyễn Văn Lũy là chủ tịch. Tôi gọi ông Lũy xin ông số điện thoại của bà ta. Tôi gọi Novak và tự nhận tôi là người bà đang kiếm, thì bà vô cùng mừng rỡ. Bà cho biết bà vừa gặp ông Đinh Bá Thi, đại sứ của Việt Nam ở Liên Hiệp Quốc. Chính ông Thi yêu cầu bà kiếm con gái của ông đại sứ Minh. Ông tin rằng con gái của ông đại sứ thế nào cũng hợp tác, hoạt động với những người cùng theo phe cộng sản. Tôi yêu cầu bà từ nay đừng nhắc tới tên tôi với bất cứ ai, vì tôi muốn ẩn danh. Tôi không chấp nhận hay phủ nhận là tôi có hoạt động trong tổ chức của Việt Kiều yêu nước không. Bà ngỏ ý muốn gặp tôi vì bà tin rằng tôi có thể dạy bà về xã hội chủ nghĩa. Không biết những người thân cộng có hiểu rằng chủ nghĩa cộng sản không là một bệnh di truyền mà là một bệnh của xã hội. Sau khi nói chuyện với bà Novak, tôi nói với các nhân viên phụ trách là tôi có thể xâm nhập phái đoàn của xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc. Rob tỏ ý không thích tôi làm việc nhiều cho FBI.
Trong khi đó, tất nhiên FBI cho đó là một ý kiến hay. Tôi đề nghị để tôi điện thoại với ông Đinh Bá Thi trước, xem ý ông ấy ra sao, rồi mình sẽ tính nên làm gì sau đó. Khi tôi gọi ông đại sứ Thi ở New York và kêu bằng ông, thì ông sửa ngay. Kêu bằng chú đi, vì chú là bạn của ba cháu. Ông cho biết ông mới về Việt Nam và nghe các nhân viên trong Bộ Ngoại giao nói chuyện về gia đình đồng chí Đặng Quang Minh hiện ở Mỹ. Ông đề nghị tôi đến thăm phái đoàn Việt Nam ở Liên Hiệp Quốc. Ông nói, cháu có thể tới càng sớm càng tốt. Tất cả các nhân viên ở đây đều biết ba cháu là đồng chí của ba cháu. Không những vậy, chúng ta là người đồng hương. Tôi nghĩ rằng tất cả các cơ quan tình báo Mỹ đều muốn nắm lấy cơ hội này để biết xem các phái đoàn cộng sản hợp tác với nhau như thế nào. Nhưng một lần nữa, CIA không muốn dính líu vô vụ này. Rob dọa sẽ đuổi tôi nếu tôi đi New York. Nhưng ông miễn cưỡng cho phép tôi nói chuyện với Bill Flashman về lời mời của đại sứ Đinh Bá Thi. Tôi nói với Bill là sự xung đột giữa hai cơ quan tình báo nên tìm cách giải quyết cho ổn thỏa. Đó là sự ganh ghét của hai bên có từ ngày hai cơ quan mới ra đời. Không dính líu gì tới tôi, nhưng đừng để chuyện cắn đắng giữa cặp vợ chồng không xứng đôi vừa lứa này mà cản trở việc làm của tôi. Cuối cùng, Bộ Tư pháp bật đèn xanh cho tôi đi New York, nhưng tôi tin rằng hai cơ quan đã có một cuộc tranh cãi gay gò mà tôi không được tham dự. Tôi muốn gặp đại sứ Thi để phục vụ cho chính phủ Mỹ. Ngoài ra tôi cũng muốn gặp một nhân vật đã từng tham dự hòa đàm ở Paris, người mà Thái và Mimi, vợ chưa cưới của Thái, kể cả những người thân cộng ở Pháp nữa, rất hâm mộ. Tôi cũng muốn gặp các cán bộ cộng sản khác ngoài Phan Thanh Nam và Huỳnh Trung Đồng. Có lẽ tôi đang kiếm một tia sáng trong bóng tối dày đặc, một chút nhân tánh trong đám độc tài thiển cận ấy. Trước khi đem tàu ra biển đánh cá, tôi muốn biết thêm về con cá mà tôi tính đánh trong mẻ lưới tới, nên tôi kêu cho Trương Đình Hùng, hỏi anh ta có muốn tôi mang gì cho phái đoàn Việt Nam ở Liên Hiệp Quốc không? Anh trả lời có. Anh muốn nhờ tôi mang một lá thơ khẩn cho ông đại sứ. Tôi lái xe ra Washington DC để gặp Hùng bên ngoài một tiệm ăn trên đường Connecticut. Tất nhiên là tôi đã báo trước với CIA và FBI. Chủ trương của tôi là không một hành động nào giữa tôi và phe cộng sản, thân cộng, mến cộng mà không báo cho hai cơ quan này, để tránh mọi hiểu lầm và để được bảo vệ an ninh cho cá nhân và gia đình tôi. Sau đó tôi điện thoại cho ông đại sứ để báo tin tôi sẽ bay lên New York ngày 19 tháng Giêng và muốn gặp ông ngay ngày hôm đó. Ông đề nghị tôi không nên ở hotel. Mỗi ngày phải vô ra trụ sở của ông thì sẽ bị tình báo Mỹ theo dõi. Ông mời tôi cứ đến ở trọ trong nhà khách của cơ quan. Tôi vẽ ra dự tính của tôi với Bill Flashman và Rod Hall. Trong 3 ngày làm khách ông Đinh Bá Thi, tôi sẽ không gọi điện thoại cho hai cơ quan tình báo của Mỹ, nhưng tôi sẽ liên lạc với gia đình tôi bằng điện thoại. Nếu trong 3 ngày mà tôi không kêu cho gia đình được, thì cả FBI lẫn CIA phải biết là đã có chuyện gì không hay xảy ra cho tôi. Tôi mong rằng sẽ không có trục trặc gì khi tôi đến thăm phái đoàn. Chỉ có 5 người làm việc tại trụ sở này: ông đại sứ, ông phụ tá Phạm Ngạc, người đã từng cộng tác với ông đại sứ ở Pháp và Thụy Sĩ. Người thứ ba là ông Phạm Dương, chuyên viên kinh tế, rồi đến ông Hùng, quản gia kim đầu bếp. Người cuối cùng là ông Văn, tài xế kim vệ sĩ của ông đại sứ. Hai ông Hùng và Văn chắc chắn không phải là nhà ngoại giao. Ông Hùng không bao giờ một mình dám ra khỏi nhà với bất cứ lý do nào, trừ khi ông đi cùng với một nhân viên trong phái đoàn. Ông không biết tiếng Anh và ông thù ghét Mỹ. Ông sợ mùa đông ở Nữ Ước lắm, ghét xem quảng cáo thương mại trên truyền hình và ghét luôn cả những tiệm bán tạp hóa lớn. Còn ông tài xế Văn là một người
hình như pha trộn cả chất Á Đông với một nông dân người Anh. Ông hút thuốc xì gà, ăn uống và lái xe đều đội một cái nón chỉ có dành chung quanh và lưỡi trai ở phía trước, như một người đang ngồi sau tay lái một chiếc xe thể thao. Ông huỳnh hoang khoe, ông thích New York hơn Moscow vì lái xe ở New York là cả một vấn đề đầy thử thách. Ngay ngày đầu tiên tôi tới thăm, tất cả chúng tôi cùng ăn trưa, rồi mọi người biến mất để đánh một giấc ngủ trưa. Qua lời đại sứ Đinh Bá Thi, tôi tưởng là cơ quan có phòng cho khách trọ, nhưng ông Văn phải nhường phòng của ông cho tôi, chuyển đồ đạc sang phòng ông Hùng để ngủ. Dù phòng yên tĩnh và tôi có cả 2 tiếng để ngủ trưa, mà tôi cũng không chợp mắt được. Lâu quá rồi, tôi đã mất đi cái hạnh phúc được ngủ trưa từ ngày đế quốc Mỹ sang Việt Nam. Họ thay đổi giờ làm việc của hành chánh, nên ai ai cũng phải thức với người Mỹ. Tôi đành ngồi đọc tờ New Yorker cho qua giờ. Ông đại sứ Thi, sau khi ngủ trưa sang phòng gặp tôi, ông mang theo một cái ghế để ngồi nói chuyện. Ông mở đầu: "Chẳng mấy khi chú có thể hỏi thăm đến má cháu. Má hồi này thế nào?" Tôi đáp: "Sức khỏe của má cháu tốt lắm, nhưng hoàn cảnh của ba má cháu thật là éo le. Má cháu nhớ ba cháu và anh Khôi vô cùng. Nhưng má cháu biết rằng nếu bà về Việt Nam cũng sẽ gặp nhiều thử thách lắm." Tôi không hiểu sao tôi lại thành thật với ông. Có thể giác quan thứ 6 của tôi rất nhạy. Khi tôi ngồi trước mắt người đàn ông này với vẻ mặt đầy thiện cảm, ông nói: "Đây là giữa chú Thi và cháu thôi nha. Má cháu đã làm đúng khi không trở về Việt Nam. Không đâu có thể bình yên bằng ở Hoa Kỳ được. Cho tới nay, người ta vẫn bất bình với má cháu và các cháu. Có phải vì mấy chị em cháu lấy chồng người Mỹ không? Cả chuyện đó nữa, nhưng đó chỉ là việc phụ." Dù ông không nói ra, nhưng tôi hiểu rằng việc má tôi bỏ Sài Gòn chạy đi Mỹ trước khi quân giải phóng vô đã khiến chính phủ Việt Nam mất mặt. Sau giờ ngủ trưa, ông đại sứ đưa tôi đi thăm trụ sở Liên Hiệp Quốc. Khi đi qua gian hàng bán các quà tặng của nhiều nước, tôi buồn vô cùng vì sản phẩm của các nước bày la liệt mà không có một món đồ nào của Việt Nam. Ngoài mấy cái nón lá, búp bê mặc áo dài, đội nón lá, vài tấm tranh sơn mài nhỏ, nếu nhà thành lễ thấy tranh này, chắc động lòng mà bố thí cho họ tranh của thành lễ, may ra để đẹp mặt cho ngành sơn mài của Việt Nam. Tôi hỏi ông: "Chừng nào thì nước mình có thể trở lại bình thường như trước hả chú?" Ông nhìn tôi, rồi vội quay mặt đi mà không trả lời. Hôm sau, mọi người đi làm hết, nhưng khoảng 11 giờ, Phạm Ngạc trở về và chúng tôi nói chuyện về cộng đồng người Việt ở Mỹ, những người tị nạn lẫn những kẻ thân cộng. Anh đưa cho tôi một xấp hình của người tị nạn ở khắp mọi nơi trên nước Mỹ. Hình người ta xếp hàng đi biểu tình chống cộng, hình bà con đứng chờ ở các văn phòng bảo trợ tị nạn như USCC, IRC, vân vân. Anh nhờ tôi cố gắng nhận diện những người này. Tôi nhìn hết mấy trăm tấm hình, nhìn để biết những người cộng sản này len lỏi trong cộng đồng người Việt tị nạn sâu bao nhiêu. Hình do chính người tị nạn và hội viên của Việt Kiều yêu nước chụp cung cấp cho phái đoàn. Tôi hỏi Phạm Ngạc mục đích của công tác này, thì anh ta cho biết đây là kho tàng của họ, vì qua những tấm hình này ở hải ngoại, họ sẽ tìm tới những người tị nạn đó, vì ai cũng còn thân nhân bên nhà. Hình sẽ được gửi về Việt Nam để điều tra ai có thân nhân ở Mỹ. Đây là một kho tàng của Bộ Nội vụ của chúng tôi, chị ạ. Tôi thầm chửi thề trong bụng: thằng Bắc Kỳ nó là nhân viên của Bộ Ngoại giao Hà Nội, lại đi chụp hình người tị nạn cộng sản đưa về cho Bộ Nội vụ của chúng tôi. Tôi kiên nhẫn xem từng tấm hình mà trong bụng buồn, ngao ngán vô cùng. Vì tôi biết đây rồi, người tị nạn cũng sẽ bị chia rẽ, phân hóa, sẽ nghi ngờ nhau. Kẻ hèn sẽ theo Việt Cộng, người có trí tuệ sẽ đứng riêng biệt ra rồi đánh nhau. Ông ngoại tôi đã phân tích hồi chúng tôi còn nhỏ,
Ông nói, thằng Tây nó tốn xương tốn máu làm chi cho uổng. Để Việt Nam mình đánh nhau vài trăm năm là mất Việt Nam, rồi ung dung vô đây mà hưởng. Phạm Ngạc cho biết ông có một người bạn làm cây cầu liên lạc cho phái đoàn ngoài giới hạn 25 dặm theo luật của Liên Hiệp Quốc. Nhân viên của phái đoàn trong Liên Hiệp Quốc không được hoạt động quá 25 dặm ngoài thành phố New York. Vì vậy, ông cần có người liên lạc ngoài giới hạn đó, kể cả những người trong hội Việt Kiều yêu nước. Ông khoe, ông có một bà bạn là một người Mỹ. Ông cho biết, bà ta rất tốt với chúng tôi. Bà không những là một người trí thức mà còn có tinh thần, phóng khoáng. Bạn của bà có nhiều người là triệu phú, trong đó có một ông là chủ nhiều tiệm bán quần áo đàn bà trong hệ thống dây chuyền trên toàn quốc. Ngạc cầm một lá thư rồi hỏi tôi và Peter Arnett, phóng viên của hãng thông tấn AP. Ông này muốn được phép đi qua Việt Nam. Tôi cười mà cho ông biết rằng các nhà báo Mỹ cũng như các chính khách Mỹ rất thích những đề tài không bình thường. Vì vậy, nếu ký giả Arnett ủng hộ cuộc chiến tranh Việt Nam, thì độc giả phản chiến không thèm đọc. Tôi biết ông này đã từng ở Sài Gòn mấy năm để lấy tin chiến tranh. Ngạc hỏi, như vậy hắn phải biết rất rõ về Việt Nam phải không? Tôi trả lời ngay, làm sao mà ổng có thể hiểu rõ về Việt Nam được khi ổng qua Việt Nam cưỡi ngựa xem hoa, đi dài tây, mặc đồ ký giả. Đa số đám ký giả Mỹ chỉ muốn tìm hiểu xem tiền người dân Mỹ được tiêu xài như thế nào để đăng báo. Cũng có người muốn đề cập tới những nỗi đau khổ trong cuộc chiến. Cũng có những ký giả muốn cho người đọc của họ biết về cuộc chiến hấp dẫn, kỳ lạ, những đau khổ mà người Việt Nam nghèo đói phải chịu đựng. Đa số dân Mỹ chỉ biết Việt Nam một cách hời hợt qua mấy ông bà ký giả này. Nhiều người còn tưởng Việt Nam toàn rừng rú, đầy bệnh tật, trùi mũi, sình lầy, nơi nào cũng có mìn, cũng có bàn chông, và họ nghĩ rằng dân Việt Nam đều là hành khất, rách rưới, đỉ điếm, con nít thì đánh dài, đàn ông thì làm cò mồi cho Việt Cộng. Những nông dân thiệt thà chất phác đều ở trong vùng giải phóng, và tất cả là Việt Cộng, chỉ muốn được bình yên. Rồi tôi kết luận, anh không cần biết lập trường chính trị của Peter Arnett, vì khi nhận được thẻ nhà báo thì nó phải quên đi lập trường riêng của nó rồi. Ngạc nhận xét, chị không ưa nhà báo phải không? Vào ngày thứ hai của cuộc viếng thăm, trong khi mọi người ngủ trưa, ông đại sứ Thi lại đến nói chuyện với tôi, vì tôi không ngủ trưa. Tôi rất mừng được dịp này. Tôi muốn biết ông thật tình nghĩ gì về chánh phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và vị trí của ông trong chánh phủ đó. Tôi và ông Thi nói chuyện về những mơ ước thầm kín của chúng tôi về tương lai nước Việt Nam. Ông tâm sự, chú đã sống xa vợ con cả nửa cuộc đời. Giấc mơ của chú là một căn nhà nhỏ, có giường để trồng rau và nuôi gà, và có thể nuôi cả heo nữa. Tôi hỏi, chú thích ở đâu? Thủ Đức cháu à, chú đã đi nhiều nơi xem phong cảnh đẹp ở khắp miền Nam. Cuối cùng chú mê Thủ Đức vì con sông Đồng Nai. Bao giờ xây được căn nhà trong mộng tưởng ấy, chú có thể ngắm những con gà tranh nhau ăn. Các con chú buổi chiều tan sở ở Sài Gòn sẽ về nhà bằng những chiếc xe gắn máy mới, và cùng chú ngắm mặt trời lặn trên bờ sông ngay trước nhà. Ông say sưa nói với nụ cười trên môi, nhưng hai mắt đỏ hoe. Tôi cũng không giấu được tình cảm của tôi, nên tôi đặt nhẹ tay tôi lên tay ông mà nói, chú Thi, cháu hy vọng giấc mơ của chú sớm thành sự thật. Chú cũng mong được như vậy trước khi quá trễ. Thím không được khỏe, và chú đã xin phép chánh phủ cho thím sang bên này để tìm bác sĩ chữa trị cho thím. Bao giờ thì thím sang? Ông lắc đầu. Đơn của chú đã tới nơi cao nhất trong chánh phủ rồi, nhưng chú chưa nhận được trả lời. Nước nào thì cũng có sai lầm trong hệ thống quản trị của một chánh phủ. Nhưng ở nước ta, điều tệ hại nhất
là không tin nhau. Vợ không bao giờ được đi theo chồng khi chồng công tác ở hải ngoại. Tôi nhận xét, không riêng gì Việt Nam mình đâu chú. Cháu thấy cả các nhà ngoại giao Nga lẫn các nước cộng sản đều như vậy. Ông cất tiếng cười rồi hỏi, cháu có hình dung được rằng một người ở trong địa vị của ba cháu lại có thể bỏ trốn theo tư bản khi ba được cử làm việc ở nước ngoài mà chính phủ cho anh cháu đi theo không? Ông vừa cười vừa lắc đầu như cho đó là một chuyện không bao giờ xảy ra. Nhưng nhà nước của chú thì lúc nào cũng sợ bị phản bội. Lời nói của ông khiến tôi nảy ra một ý nghĩ nên liền hỏi ông. Má cháu có thể xin phép được gặp anh Khôi của cháu ở hải ngoại không chú? Cháu cứ thử nói với má cháu viết thư cho ông Tổng Bí Thư Lê Duẩn xem sao. Chú sẽ chuyển thư đó giùm má cháu. Tôi buồn bã nói, một người mẹ phải xa con trai tới 20 năm. Đó là một thời gian dài quá chú à. Ông sốt sắng nói, nếu chính phủ ta không đáp ứng được một nhu cầu tầm thường như vậy, thì cũng không thể thực hiện được những giấc mơ của người dân trong nước. Cháu nói với má cháu là chú sẽ hết lòng giúp má cháu. Thực sự cảm động trước tấm lòng của ông, tôi nói, bây giờ thì cháu hiểu tại sao những người cháu gặp ở Paris đều khen chú là một người đặc biệt, có tình, không như những người khác trong bộ ngoại giao. Nhưng ông nói như để cảnh cáo tôi, cháu đừng có nghi ngờ lòng trung thành của chú với đất nước Việt Nam và con đường chú đã chọn để phục vụ tổ quốc. Nhưng chủ nghĩa xã hội hay cộng sản đều không ngăn cấm chúng ta đem hạnh phúc lại cho dân tộc và đưa tổ quốc tới một tương lai rực rỡ. Chú đã thoát ly gia đình để phục vụ tổ quốc. Nay, nếu sự hy sinh đó không đem lại hạnh phúc cho dân tộc, thì chắc chắn phải có sự sai lầm nào trong hệ thống mà chú đang phục vụ. Tôi nói, chú Phan Thanh Nam giải thích về đảng khác với chú. Cháu nói Nam trong phái đoàn của mặt trận giải phóng ở Paris. Dạ. Thi lắc đầu tỏ vẻ chán nản, nói, chú Nam cũng là người miền Nam, loại người theo khuôn khổ, kỷ luật, không cấp tiến trong quân đội. Chú ấy vừa được chuyển sang công tác mới nên hăng hái lắm. Cháu đã có dịp nói chuyện với chú Nam chung quanh việc làm cái gì cho Việt Nam. Có hai lần ông đề nghị cháu kêu chồng cháu ăn cắp những tài liệu giá trị của chính phủ Mỹ. Ông còn nói là nếu cháu còn muốn gặp ba cháu nữa thì cháu phải chứng tỏ cháu trung thành với Việt Nam. Chú Nam hứa sẽ báo cáo với cấp trên ở Việt Nam là cháu đang làm việc cho chú. Vẻ mặt bình tĩnh của đại sứ Thi biến mất. Ông hút một hơi dài rồi nói, có thể má cháu biết ông Đỗ Mười, nhưng chú chắc cháu thì không, vì hồi đó cháu còn nhỏ quá. Ông Đỗ Mười là bạn chí thân của ba cháu. Chú tin rằng ông không bằng lòng khi biết cháu liên lạc với Phan Thanh Nam. Ông nói tiếp, Mỹ Dung, nghe chú nói đây, cháu là con gái của ba cháu. Việt Nam là quê hương của cháu. Cháu không cần phải làm việc cho chú Nam để được cấp giấy thông hành về Việt Nam. Nếu chú ấy lại nhắc đến chuyện đó nữa, cho chú biết ngay. Chú Nam làm việc giỏi, nhưng đôi lúc cũng tàn nhẫn lắm. Tôi thay đổi đề tài để tìm hiểu thêm về những liên lạc của ông trong giới người Việt ở Mỹ. Chú đã gặp anh Trương Đình Hùng ở Washington chưa? Hùng và bạn của anh ta là chị Thoa, là hai người đã tiếp đón chú khi chú tới Washington. Có việc gì vậy? Cháu nghĩ anh Hùng hiện đang hoạt động cho chú Phan Thanh Nam. Thỉnh thoảng cháu có gặp anh ấy. Tôi định nói, Thoa thì không còn được Hà Nội trọng dụng như trước nữa, vì đối với Cộng sản Hà Nội, chị chỉ là dụng cụ chống Mỹ cứu nước, chứ không phải là người được theo Cộng sản. Khi còn chiến tranh, mặt trận giải phóng và Cộng sản Bắc Việt len lỏi lợi dụng tất cả mọi người, tất cả các hội đoàn, đảng phái chánh trị, sinh viên, Phật giáo, Công giáo hay bất cứ ai. Bây giờ chiến tranh đã chấm dứt và họ đã thắng trận. Họ thanh lọc để chỉ còn bè phái băng đảng của họ thôi.
chị Thoa là một nhân vật quan trọng trong phong trào phản chiến. Nhưng bây giờ, Hà Nội chỉ thích loại người như ông Lũy, đứng đầu hội Việt Kiều yêu nước. Lũy có tiền, có sự nghiệp, có nhà ngoài bờ biển San Francisco. Ông từng là điệp viên của Cộng sản từ thập niên 1950. Thoa tận tụy chống Mỹ cứu nước với hai bàn tay trắng và tấm lòng. Những quý giá này không xây được nhà lầu, không tạo nên sự nghiệp, thì chiến tranh rồi, nó trở thành vô dụng, vô duyên trước mắt Cộng sản. Lũy và Thoa đã từng tranh chấp quyền hành và Thoa đã thua. Anh Đồng ở Paris khuyên chị nên gia nhập tổ chức của ông Lũy như một đoàn viên mới. Đã vậy, anh Đồng còn viết thơ cho tôi, nhờ tôi khuyên chị Thoa nên đi học lại để xây dựng một cuộc đời mới. Đó cũng là một hình thức chia tay nhân đạo của người Cộng sản. Ông Đại sứ Thi nói bằng một giọng trầm tĩnh: "Chú biết Hùng, anh ta là người có nhiều tham vọng và sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì để đạt tới mục đích của ảnh. Hùng là người tình nguyện hợp tác với cơ quan của chú. Cháu không cần phải làm gì hết nếu cháu không muốn. Khi nào cháu gặp Hùng thì biểu hắn cứ tiếp tục gửi những thứ đó lên trên này." Tôi hỏi, liệu ảnh có hiểu những thứ đó là cái gì không? Ông Thi nhìn tôi mỉm cười gật đầu. Tôi để yên câu hỏi đó cho thời gian trả lời. Ngày cuối cùng ở Nữ Ước, tôi mời ông đi ăn tối và đi xem vũ ba lê. Vì hai ngày trước tôi nghe ông Thi nhắc vũ ba lê ở Pháp và ông rất thích môn giải trí này. Dù tôi không thích, nhưng ông nhận lời. Tôi kêu cho một tiệm ăn Pháp để giữ chỗ. Tôi biết tôi có thể mua vé xem vũ ba lê qua điện thoại, nhưng tôi muốn có dịp đi ra ngoài để kêu cho văn phòng FBI ở Nữ Ước báo cho họ biết chương trình tối nay của tôi. Vì vậy tôi nói với ông Thi, tôi phải đi lấy vé. Nhưng khi tôi đã sắp sửa ra đi, ông đại sứ tới phòng tôi để cho biết ông rất lấy làm tiếc không thể đi ăn tối và xem vũ ba lê với tôi được. Ông nói, ông Dương nghĩ rằng chú cháu mình không nên đi riêng một mình tối nay. Tôi ngạc nhiên hỏi, tại sao lại không thể đi được chú Thi? Tiệm ăn này đâu có quá giới hạn đã định. Ông đáp, tụi CIA và FBI sẽ chụp hình chúng ta, rồi báo chí đồn ầm lên rằng đại sứ Đinh Bá Thi đi ăn, đi uống với một người đàn bà Việt Nam ở Nữ Ước. Vừa nói, ông vừa đưa một tờ báo lên cao, chỉ vô hằng tích lớn. Tôi liền đề nghị, vậy thì tất cả mọi người cùng đi cho vui. Ông đáp ngay, như vậy thì tốn nhiều tiền lắm, không nên. Ông đề nghị, ông Hùng và tôi đi xuống phố Tàu để mua đồ về nhà làm cơm ăn chung với tất cả mọi người. Thế là ông đầu bếp và tôi cùng đi với ông tài xế Văn. Tôi nhờ ông Hùng chọn mua những thứ để làm những món ăn mà ông Thi ưa thích. Ngoài ra tôi cũng đề nghị ông mua những thức ăn khô cần thiết để tích trữ như nấm đông cô, gạo, mì, bún, bánh tráng, nước mắm, tất cả những đồ gia vị. Ông Hùng ngần ngại, nhưng tôi nói tôi sẽ trả tiền. Cuộc sống của phái đoàn ở cái thành phố New York nhộn nhịp này thu gọn trong cái nhà cao ốc. Mọi người bảo vệ nhau, gìn giữ nhau, kiểm soát nhau. Tôi có cảm tưởng như họ không bỏ được những thói quen ở Hà Nội, hay là họ không được tự do để thích ứng với đời sống ở một xã hội tự do. Đại sứ Thi nói, ngân khoản của phái đoàn rất eo hẹp, vì vậy cho nên mọi người nhịn ăn sáng, còn bữa trưa và tối thì quá nghèo nàn. Nhưng theo ông, vẫn đủ chất bổ dưỡng. Nếu có ai yêu cầu tôi sáng tác một bản nhạc mô tả bầu không khí sinh hoạt trong căn nhà của năm người đàn ông này đang sống, tôi sẽ gom góp lại tất cả những âm thanh của ba máy truyền hình và ba cái radio cùng mở một lúc liên tục cả ngày. Cộng vào đó, tiếng rào rạc của mấy tờ báo được lật qua lật lại trong nhà. Đó là âm thanh của căn nhà ấy.
thời gian hấp dẫn nhất đối với họ là giờ tin tức sáng, trưa và tối. Đối đài radio và TV theo giờ, giờ tin tức là công tác quan trọng của mấy ông Hùng, Văn và Phạm Ngạc. Họ thu vô băng tất cả những tin tức rồi chuyển về nước. Họ không có thì giờ để giải trí. Trong nhà không có một bộ bài hay một bàn cờ tướng, ông Thi giải thích. Những thứ giải trí ấy là xa xỉ. Chúng tôi phải làm việc vì chánh phủ gửi chúng tôi sang đây để làm việc. Hầu như không bao giờ họ ra khỏi trụ sở của phái đoàn, ngoài việc đi từ nhà đến trụ sở Liên Hiệp Quốc, đi phố Tàu mua sắm. Vì vậy, những nhận xét của họ về nước Mỹ được gửi về Việt Nam chỉ là những nhận xét bị đóng khung trong một căn nhà nhỏ hẹp với những kỷ luật khắt khe. Họ xét đoán đế quốc Mỹ qua những gì họ thấy trong truyền hình. Họ đã làm đúng theo cương vị của các nhân viên trong một phái đoàn Liên Hiệp Quốc. Tôi nhớ năm 1954, khi Hòa ước Geneva đẻ ra Ủy hội Quốc tế kiểm soát đình chiến ở Việt Nam, ông ngoại tôi đã nhận xét: tụi này chỉ làm được một chuyện là cho giá mướn nhà và tiền mướn đầy tớ ở Sài Gòn tăng vọt lên thôi. Còn ông cậu tôi thì cho rằng đám ủy hội này không làm được cái đách gì hết. Dù tôi không có ý nghĩ hay ho nào về phái đoàn Việt Nam ở Liên Hiệp Quốc, nhưng tôi vẫn kính phục đại sứ Đinh Bá Thi. Trước khi được nói chuyện riêng với ông, tôi đã cố gắng tìm hiểu ông để xem có thể vạch đường cho ông đào thoát không. Nhưng sau buổi nói chuyện đó, tôi cảm thấy mắc cỡ với chính tôi vì đã có ý nghĩ đó. Tôi biết chắc rằng với bất cứ giá nào, không ai có thể mua chuộc được ông, cũng như không ai mua chuộc được ba tôi. Vì vậy, tôi thành thật cầu chúc ông thực hiện được giấc mộng của ông là xây dựng một căn nhà ở Thủ Đức bên bờ sông Đồng Nai để sống yên ổn với gia đình. Ông nhận lời chúc mừng với một nụ cười trong mắt ông. Nhưng khi ông trở về Việt Nam thì những ngày cuối cùng của ông khác xa giấc mộng ông hằng ấp ủ. 30 năm nay đã có nhiều giai thoại về đại sứ Đinh Bá Thi. Tôi chỉ biết chắc chắn một điều về ông là ông đúng là một nhà ái quốc như ba tôi. Chỉ khác hơn ba tôi là ông dám phê bình đảng. Chỉ có người ra lệnh giết ông mới biết nguyên do cái chết của ông thôi. Từ ngày tôi làm việc cho CIA, đã nhiều lần Rob muốn tôi làm trắc nghiệm với máy dò sự thật. Tôi không hiểu tại sao ông lại muốn vậy. Tôi không nghĩ rằng CIA có một chút nghi ngờ gì về tôi. Họ biết rõ tôi là ai và tại sao tôi cộng tác với họ. Ngoài ra, tôi không tin cái máy với những dây điện tử có thể hiểu rõ tôi hơn nhân viên chỉ huy tôi, vì ông đã cùng đi xa với tôi nhiều lần, làm việc sát cánh với tôi, rồi cùng thảo luận với nhau hàng trăm tiếng đồng hồ trong nhiều trường hợp. Rob luôn luôn nói với tôi rằng điều đó có thể làm cho sự liên lạc giữa ông và tôi dễ dàng hơn. Nhưng nếu tôi không muốn làm trắc nghiệm cũng không sao. Tôi thì cực lực phản đối cách thức tìm hiểu sự trung thực của một cộng tác viên theo phương pháp đó. Nhưng rồi việc phải đến đã đến. Việc thử máy nói thật trở nên bắt buộc khi tôi từ New York trở về với những bản báo cáo về cuộc viếng thăm đại sứ Đinh Bá Thi của tôi. Rob nói rõ rằng tôi phải thử máy nói thật, nếu không thì không ai có thể chấp nhận sự kiện tôi thản nhiên ca ngợi kẻ thù như vậy. Theo tôi, các cơ quan tình báo không sao hiểu được rằng tôi có thể tách rời một con người ra khỏi ý thức hệ và chính phủ của họ. Vài ngày sau, khi tôi từ New York về, Rob và tôi ăn trưa với Bill Flashman để thảo luận về bản báo cáo của tôi cho FBI. Bill thì nghĩ khác. Theo anh, những nhận xét trung thực của tôi về đại sứ Đinh Bá Thi giúp cho tình báo Mỹ biết cá tánh của ông đại sứ và từng người trong phái đoàn. Nhưng ngay sau khi Bill vừa đi khỏi bãi đậu xe, Rob đã nhắc tới việc thử máy nói thiệt.
Ông nói, hàng năm tôi phải làm cái việc này một lần, với ngụ ý rằng tôi không thể ra ngoài lệ thường. Tôi giận dữ nói một cách bướng bỉnh, một năm anh làm hai lần cũng kệ anh, không mắc mớ gì tới tôi. Tôi biết tôi, nhưng có thể anh không biết anh, thì với anh, làm trắc nghiệm cho chắc là phải. Khi tôi đã vô ngồi trong xe, Rob còn giữ cửa mở, nói, nè nhỏ, hãy biết điều một chút, tôi muốn cô coi việc này một cách nghiêm chỉnh hơn. Với loại tin tức như của cô, ngay cả ông lớn nhất trong công ty cũng phải thử máy nói thiệt. Tôi vẫn không chịu nói lớn. Dù có cả chục ngàn người làm như vậy cũng không có nghĩa là điều đó đúng. Trong đời tôi chưa nhìn thấy có bộ mặt nào để lộ nỗi thất vọng to lớn bằng mặt ông Rob lúc này. Nhưng chuyện này không dễ dàng bỏ qua. Sau nhiều tuần cãi cọ, tôi bắt đầu phải nhượng bộ. Tôi nghĩ rằng đây là cái lệ bắt buộc của sở. Đến ngay ông sếp lớn và các nhân viên trong sở đều phải làm, thì tôi cũng phải tuân theo cho đúng luật lệ. Thôi được, nếu cần, ông cứ nói chuyên viên lấy dây mà trói tôi lại. Nghe tôi nói vậy, Rob tỏ vẻ mừng như muốn nhảy một vòng tango. Nhưng nói cho ngay, trắc nghiệm cũng không có gì là ghê gớm đối với tôi hay với các nhân viên CIA, dù tôi đã làm cho họ hoảng sợ. Trong các câu hỏi ngớ ngẩn có một câu đáng chú ý là ngoài CIA, tôi còn làm việc cho cơ quan tình báo hay tổ chức nào khác không? Tôi trả lời, có. Thế là Rob và nhân viên điều khiển máy cùng hoảng sợ. Tôi phì cười, nói tiếp, tôi còn làm việc cho FBI nữa. Nhìn vẻ mặt hai người, tôi không rõ họ có coi FBI là cơ quan bạn hay không. Nhưng hai người nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm. Chuyên viên đặt lại câu hỏi, ngoài CIA và FBI, cô còn làm việc cho cơ quan tình báo hay tổ chức nào không? Tôi đáp ngay, không, tôi không làm việc cho ai hết. Rồi từ đó CIA không còn nghi tôi vừa làm việc cho họ, vừa lén lút hoạt động cho nhóm khác như KGB hay Mặt trận Giải phóng miền Nam, cũng như cho Chánh phủ Hà Nội. Có thể họ đã biết như vậy từ trước, nhưng họ vẫn muốn bắt tôi phải làm trắc nghiệm cho chắc. Rồi mai đây đất nước ta tự do, ta sẽ hát em nghe những câu hò, để em nghe một thời gian khó, người bỏ mang mình trên biển khơi. Người ra đi tìm sóng cuối chân trời, người lặng lẽ sông kiếp nổi trôi, sông im hơi, sông mỏi mòn trên chính quê hương mình. Rồi mai đây đất nước ta tự do, ta sẽ hát nhau nghe những câu hò, kể nhau nghe một đời gian khó, người vì người xây đắp núi sông. Dù trong gai cây đắng không sờn lòng, dù bạo quyền đàn áp với cùng gông, vẫn hiên ngang, vẫn quật cường sống chết cho Việt Nam. Việt Nam ôi hai tiếng thiêng liêng, ta luôn khắc ghi trong lòng từ ngày thơ ấu. Việt Nam ôi tổ quốc hiền ngang, qua bao chiến tranh bao tàn, người dân Nam nuôi chí hùng bảo vệ giang sơn. Rồi mai đây đất nước ta tự do, ta sẽ dắt nhau thăm những núi đồi, từ thịt xương bao người nằm xuống để thành hình đất nước xinh tươi.
mây non cao sương chất qua bao đời, nay biển rộng màu thắm trùng khơi, để hôm nay để bao người được sống trong tự do. Rồi mai đây đất nước ta tự do, ta sẽ hát em nghe những câu hò, kể em nghe một thời gian khó, người bỏ mang mình trên biển khơi. Người ra đi tìm sóng cuối chân trời, người lặng lẽ sông kiếp nổi trôi, sông im hơi, sông mỏi mòn trên chính quê hương mình. Rồi mai đây đất nước ta tự do, ta sẽ hát nhau nghe những câu hò, kể nhau nghe một đời gian khó, người vì người xây đắp núi sông. Dù trong gai cây đắng không sờn lòng, dù bạo quyền đàn áp với thùng gông, vẫn hiên ngang, vẫn quất cường sông chết cho Việt Nam. Việt Nam ôi hai tiếng thiêng liêng, ta luôn khắc ghi trong lòng từ ngày thơ. Việt Nam ôi tổ quốc hiền nam, qua bao chiến tranh bao tàn, người dân Nam nổi chí hùng bảo vệ giang sơn. Rồi mai đây đất nước ta tự do, ta sẽ dắt nhau thăm những núi đồi, từ thì xương bao người nằm xuống để thành hình đất nước xinh tươi. Này non cao xương chất qua bao đời, này biển rộng màu thắm trùng khơi, để hôm nay để bao người được sống trong tự do. Tự do, tự do.